Hello tất cả mọi người, sau hơn tuần không có video thì tiếp tục lại có tập mới rồi đây. Do là mấy hôm tìm cách làm cái video hướng dẫn cách sửa lỗi màn hình đen khi chơi app mobile trên giả lập. Tuy nhiên thì mình không còn cái máy nào bị đen màn hình khi chơi trên giả lập để hướng dẫn cụ thể cho mọi người sửa cái lỗi này cả. Nếu ai có nhu cầu cần sửa lỗi đó thì nhắn riêng vào Facebook của mình, link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video, chứ còn làm video thì hơi khó. Do là không có máy bị lỗi đó để cầm tay chỉ việc cho dễ, chứ làm video chỉ nói không có thực hành thì khó hiểu lắm. Vì thế là nhắc lại lần nữa, nếu có nhu cầu cần sửa cái lỗi đó thì cứ nhắn tin qua Facebook cho mình nhé. Giờ thì tiếp tục với tập hôm nay thì như đã thấy, hiện tại đang cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ cho Ember, với mục tiêu là 40 Ember để có thể úp lên level một cách nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ vừa được hoàn thành là nhiệm vụ chụp hình những con thú không xương. Mới đầu thì mình nghĩ con rắn không có xương, cơ mà chụp cả tỷ tấm hình mà nó không tính cho. Cuối cùng mới nhớ ra là rắn cũng có xương, mà nhớ đến rắn thì một con cũng gần tương tự con rắn không thể quên được chính là con rết. Chính vì vậy mà cơ nãy mình đã mạo hiểm chui vào hang chỉ để chụp tấm hình cuối cùng của con rết để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới nhú đầu ra khỏi hang thì nhìn thấy con đĩ giáp tơ đầu đàn, nhặt cây nót lấy nhân đôi kinh nghiệm cho đại bàng và nhân vật để lấy sức rõ vô đầu con đầu bờ giờ này. Thề luôn chứ chơi chế độ khó này ai chứ mình thì cực kỳ thích gặp mấy con alpha luôn. Tại sao á thì đó là tại vì đó là một cục kinh nghiệm sống. Nói vậy bởi vì nó cho kinh nghiệm nhiều hơn gấp mấy lần những con thú bình thường. Vì thế lên là chưa gặp là phải chạm. Không biết nó trốn đâu rồi. Đối với thú alpha thì những con khủng long bình thường chưa được thuần hóa sẽ không thể gây sát thương được cho nó. Bất kể có mạnh như nào thì cũng thế, và alpha cũng không thể sử dụng được những kỹ năng của những con thú bình thường. Ví dụ như là alpha raptor thì nó không có skill đè ra hiếp, vì thế lên khi ngồi trên thú không đánh nhau với alpha raptor không cần phải sợ nó đè ra, chỉ cần để ý bọn xung quanh thôi. Con xung quanh nó mà không con nào hỗ trợ như con này thì cứ giết chết con mẹ no luôn chứ ngán cái gì nữa nhỉ. Đang combat với alpha mà mấy con lát nhát này chán sống mẹ rồi cứ bu bu vào. Alpha nó còn không để mình vào mắt, chạy mẹ đi cắn con khác mà không chịu đánh nhau với chúa tể bầu trời. Nó sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, bằng mạng sống của mình. Con sờ Tego level 280 giết cũng hơi phí, bởi dùng con này để làm một cái nội dung cho video cũng được đó. Nhưng mà căn bản là tôi không thích đó lên giết con mợ nó luôn he he he. Mà cha thằng alpha này đang đánh nhau mà cứ chạy đi đâu không biết nữa. Phiền thật sự ấy, cho tí kinh nghiệm cũng có sao đâu nhờ. Chạy như vậy là đủ rồi, quay lại đây và đưa đích, à nhầm, đưa đầu ra nào. Hiện tại thì mình muốn gặp một bé alpha TZ hơn là Raptor, bởi vì con đó cho cái xương đầu và đó là món cực kỳ cần thiết để up nếu lên level cao. Đang lượn lờ chém gió thì thấy hộp quà, không thấy sự kiện nào được thông báo mà vẫn có quà, ảo vờ lờ luôn. Tuy nhiên thì có là nhận, không bao giờ từ chối, được cái yên khá là ngon đấy. Cơ mà cũng không có thú để trang bị yên nên là tạm thời đem về cho vào kết làm bằng gỗ nhân tiện tân trang ngôi nhà một chút luôn.
giờ là bẫy thuần hóa đờ gì nhé mọi người. Tuy nhiên thì nó cũng toang vờ lờ luôn. Tại sao toang thì cũng xem nè. Má cha nó, trước khi ngủ bồi thêm cho mấy cục bô xít rồi mà vẫn tỉnh được con mợ nó chứ. Thôi thì để tập sau tôi sẽ thuần hóa bù cho mọi người coi vậy. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.